Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vượng Vin tới số chưa, giải mã bí ẩn lực lượng bao vây Vingroup. Hiện nay Vingroup đang là một thế lực rất mạnh. Hồi tháng 7, mạng xã hội đã rộ lên tin đồn ông Phạm Nhật Vượng bị cấm xuất cảnh. Ngay sau đó là ông Trung tướng Tô Ân Sô, Chánh văn phòng của Bộ Công an xác nhận lực lượng chức năng của Bộ Công an đã xác minh đấy là tin đồn thất thiệt. Điều đáng nói là lực lượng công an đã truy bắt người được cho là tung tin đồn ông Phạm Nhật Vượng bị cấm xuất cảnh. Việc Bộ Công an bác tin đồn là một đảm bảo, tuy nhiên người dân Việt Nam thì dường như họ không tin ở lời nói của Bộ Công an nữa. Họ đã theo dõi từ đó đến nay đã hơn 3 tháng nhưng chẳng thấy hình ảnh ông Phạm Nhật Vượng ở nước ngoài. Vì thế người dân chưa thể tin Bộ Công an vì còn có khả năng Bộ Công an ban hành bằng lệnh miệng. Đây là hình ảnh, bức ảnh lan truyền trên mạng với tốc độ ánh sáng. Mà ông Phạm Nhật Vượng ở trong nước càng lâu thì người ta càng nghi, mà càng nghi thì lời đồn càng phát tán mạnh. Đó là nguyên nhân ngày 24 tháng 10 trên trang mạng lan truyền một bức ảnh với tốc độ rất nhanh, là bức ảnh ghi hình cảnh sát 113 đang tụ tập rất đông trước trụ sở của Vingroup. Cả xã hội đã xôn xao, chờ đợi tin chính thức, tuy nhiên khoảng 18:30 đồng loạt các tờ báo đã lên tiếng đính chính về điều này. Theo thông tin đính chính, thì hình ảnh lan truyền về sự xuất hiện của cảnh sát 113 tại Vingroup đã diễn ra từ ngày 13 tháng 9 liên quan đến buổi làm việc giữa lãnh đạo Singapore với những người đứng đầu của tập đoàn này. Hình ảnh chụp lực lượng cảnh sát 113 đứng trước khu vực trụ sở chính của tập đoàn Vingroup tại khu đô thị Vinhomes Resort, quận Long Biên, Hà Nội. Thời điểm đó, trong chuyến thăm chính thức Việt Nam, có Phó Thủ tướng Singapore Heng Swee tại Việt Nam và có sự kiện làm việc với tập đoàn Vingroup vào lúc 9 giờ 30 phút sáng vào ngày 13 tháng 9 năm 2022. Theo quy định, đoàn xe dẫn đường là lực lượng chức năng bao gồm cả cảnh sát 113 đã tham gia đảm bảo an ninh trật tự cho chuyến thăm này. Đây là hình ảnh báo chí nhà nước đính chính về việc này. Như vậy thì đã rõ, lực lượng này bảo vệ cho quan chức nước ngoài thăm Vingroup không có sự bắt bớ nào cả. Tuy nhiên, nếu dùng từ khóa Phó Thủ tướng Singapore Heng Swee thăm Vingroup thì Google hiện ra toàn bộ là thông tin đính chính, hoàn toàn không có một bản tin nào nói rằng ông Phó Thủ tướng Singapore Heng Swee thăm Vingroup tại trụ sở của tập đoàn Vingroup tại khu vực đô thị Vinhomes ở Long Biên tại Hà Nội. Chỉ thông tin Phó Thủ tướng Singapore thăm cửa hàng Vin của Mansan tại chung cư New City, phường Bình Khánh, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh và thăm khu công nghiệp Việt Nam Singapore ở Bình Dương. Như vậy, đến hiện nay, nguồn của bức ảnh của chuyến thăm vẫn không rõ. Nếu thông tin báo chí đính chính là sự thật, thì tại sao không thể tìm được nguồn bằng công cụ Google tìm kiếm? Vậy nên, thông tin này vẫn còn đang là mơ hồ, chưa rõ đúng hay sai. Có thể đối với những người nhẹ dạ, cả tin thì họ tin lời đính chính, nhưng đối với những người cẩn thận thì vẫn chưa xua tan được các sự nghi ngờ đối với các báo của nhà nước Việt Nam. Báo chí của Đảng đã nhiều lần cho độc giả ăn quả lừa, nên lần này cũng khó mà thuyết phục được những bức ảnh đó là sự thật như báo chí đã thanh minh. Và việc Vingroup đang nợ khủng là có thật. Việc Vingroup đang khát vốn cũng có thật. Với tập đoàn có mối quan hệ chính trị trong và ngoài nước như Vạn Thịnh Phát còn bị bắt thì Vingroup cũng khó mà an toàn. Với danh sách 156 bất động sản tại những nơi đắc địa nhất của Sài Gòn thì mức độ to lớn của Vạn Thịnh Phát cũng không thua gì Vingroup. Đây là hình ảnh Google tìm kiếm vẫn không dẫn tới bài báo cũ nào có bức ảnh nêu trên. Có hai nghi ngờ được đưa giải quyết là tại sao đến nay người ta vẫn chưa thấy ông Vượng đặt chân ra nước ngoài, và nguồn bài báo có đăng tấm ảnh cảnh sát 113 tại Vingroup vào giữa tháng 9 vẫn chưa thấy phía Việt Nam lẫn Vin và chính quyền chưa thể xua tan được mối nghi ngờ vì nó không được chứng thực. Câu hỏi liệu rằng Vượng Vin có tới số chưa thì đến nay vẫn chưa có câu trả lời. Sự thật thế nào thì chỉ có chờ đợi mới biết, còn thông tin trên báo chí thì vẫn không đáng tin cậy. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Phan Đình Trạc gặp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước ngoài để làm gì. Vào ngày 12 tháng 10 vừa qua, ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Nội chính Trung ương,
dẫn đầu đoàn kiểm tra số 1 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đã làm việc với Ban Thực vụ Quân ủy Trung ương. Điều đáng nói là ông Phan Đình Trạc đã kiểm tra những hợp đồng mua bán vũ khí có sơ hở gì hay không. Đây rõ ràng là dấu hiệu bất thường. Vấn đề này đã được Thời báo .de nói trong bản tin trước đây. Đây là hình ảnh ông Phan Đình Trạc làm việc với Bộ Quốc phòng vào ngày 12 tháng 10. Thực ra, báo chí đã ngụy trang chuyến thanh tra của ông Phan Đình Trạc dưới những vấn đề có vẻ không có gì lớn lao như chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực và phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị với các vụ có việc dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực. Như truyền thông trước đây đã đăng, Bộ Quốc phòng đã là lãnh địa riêng. Ông Bộ trưởng Bộ Công an không thể nào vào đây để điều tra cho được, nên chỉ có ông Phan Đình Trạc, trưởng ban nội chính trung ương, mới vào kiểm tra. Ông Phan Đình Trạc và ông Trần Cẩm Tú, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, phó trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng cũng vậy. Ông Trạc đi trước, ông Tú đi sau. Nếu nơi nào ông Trần Cẩm Tú nhảy vào thì xem như nơi đó có người sẽ bị đưa lên thớt. Ông Trần Cẩm Tú được tổng hợp tội phạm, kết luận về vấn đề đề xuất hình phạt lên Bộ Chính trị. Bộ Quốc phòng hiện nay chỉ mới tiếp ông Phan Đình Trạc, chưa tới lúc tiếp ông Trần Cẩm Tú, nhưng dường như cơ hội vẫn còn. Ông Phan Đình Trạc là trưởng ban nội chính trung ương, ông chuyên kiểm tra các vấn đề trong đảng và hoàn toàn không có vai trò gì về mặt nhà nước. Tuy nhiên mới đây, ông Phan Đình Trạc lại có chuyến đi thăm Chile, gặp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước này, bà Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Maya và nhiều quan chức khác của Chile. Được biết Chile là quốc gia đa đảng, trong đó có đảng Cộng sản. Lẽ ra ông Phan Đình Trạc thăm những quan chức trong đảng Cộng sản Chile, tuy nhiên ông Trạc lại thăm cả quan chức nhà nước của quốc gia này. Đây là hình ảnh ông Phan Đình Trạc đột nhiên đi Chile. Ông Phan Đình Trạc là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 15 thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng. Ông Trạc đã bỏ cuộc họp Quốc hội và đang mang sứ mệnh của ông, dường như được ông Nguyễn Phú Trọng giao phó đi nước ngoài, không biết vì lý do gì. Có người cho rằng có thể ông Trạc ra nước ngoài điều tra vấn đề gì đấy theo lệnh của ông Trọng. Ông Phan Đình Trạc hiện nay thuộc nhóm Lợi ích Nghệ An, nhóm lợi ích chính trị mạnh nhất ở Trung ương Đảng hiện nay. Nghệ An là địa điểm và địa phương duy nhất có đến 3 ủy viên Bộ Chính trị, là ông Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội, Phan Đình Trạc, trưởng ban nội chính Trung ương và ông Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. Cả ba người này đều rất gần gũi với ông Nguyễn Phú Trọng. Hiện nay, ông Phan Đình Trạc thực hiện chủ đạo ông Trọng thanh tra các hợp đồng mua bán vũ khí hàng tỷ đô la của Bộ Quốc phòng, mục đích là đánh ông Phạm Minh Chính để giúp đồng hương Vương Đình Huệ. Đấy là điều mà dư luận đã có lẽ đang đặt câu hỏi. Chuyến đi của ông Trạc đến Chile rất khó hiểu. Ông vừa làm công tác ngoại giao cho đảng, vừa làm công tác ngoại giao nhà nước. Vậy mục đích của ông là làm nhiệm vụ cho đảng hay làm nhiệm vụ cho nhà nước đây? Vấn đề này, theo một số bạn đọc, thì có người cho rằng ông Trạc đi gặp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Chile là chính. Nhiệm vụ cho đảng như gặp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Chile, ông Lautaro, chỉ là mục đích phụ. Đây là hình ảnh ông Phan Đình Trạc làm việc với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Chile Maya. Thực tế chuyến đi của ông Phan Đình Trạc thì đang còn bí ẩn, nhưng cũng không loại trừ khả năng ông này ra nước ngoài điều tra những đầu mối làm ăn của Bộ Quốc phòng, bởi vì trước đó ông Trạc đã thanh tra Bộ Quốc phòng tại Việt Nam, mà như nhiều người đã biết, Bộ Quốc phòng hiện nay đang vướng vào một nhân vật mà nhiều người cho rằng đó là nhân viên tình báo đội lốt doanh nhân môi giới buôn bán vũ khí. Không biết ông Trạc đi Chile có quan hệ gì đến việc của Bộ Quốc phòng hay không thì vẫn chưa thể có kết luận cụ thể. Chúng ta hãy trao đổi thông tin và tiếp tục phân tích trong thời gian tới.